Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay nông có một ngày một buổi đi bắt cá, thì xuống ao bắt cá nhé các bạn nhé. Nông mời các bạn cùng nông đi bắt cá. Tôi không bắt cái này à? Này cá bé hơn à? Có tôm á? Thế lên bắt cái ao trên à? Nhà ông có hai cái ao. Sâu lắm. Lấy cái lưới lưới phết. Bấu cao đến vai băng nông. Ở trên đây có một cái cây này. Băng nông lặn xuống lấy đi, bóng biết lặn mở mắt rồi. Bóng biết lặn mở mắt dưới nước rồi. Không mở mắt lấy bơi đi. Cái này có cái cây gì ngâm ở đây đây. Cái chày. Đang nằm bút rồi. Đứng vào đây. Đâu, đứng vào. Quá lòng rồi. Dài quá nhỉ. Cái sâu hổ. Cái này ngâm cái cây gì đấy? Cây hoành, cây hoa, cây xuyên. Đó làm lá dễ làm gì thôi. Ồ, đi ra kia đi. Quay. Này, phải bắt khôi làm gì? Phải, nó cần khôi. Ôi, nó chìm không nhỉ? Cái này cho chân đi nhá. Không nó không tới đâu. Để chân. Nghĩ cái cần khôi. Đây rồi, đây này. Ui, ông ơi, ơi bắt đi. Nhưng mà con nó cũng chưa hết đâu này. Không thoát được đâu con trai. Nó chưa ra hết đâu. Nó ở đây hết rồi. Con trai. Có mấy con đây. Cái quá cha mà mặn mà cái cha thì cái trồng mình như cái bộ quá gì. Con thật. Con nhất. Dẫn rồi đi. Đấy nó đang ở dưới này này. Trong kia vẫn còn nè. Trong dưới vẫn còn. Ui. Ui. Cái to. Ôi. 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 Nhảy rồi. Ui. 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 Cá nhảy. Cá nhảy. Cá nhảy. Cá nhảy. Bay như chim. Ờ nhảy cá nhảy sang hết bên này rồi. Ừ. Bay như chim, cá đúng bay như chim. Cá bay. Ờ rồi thương mẹ. Sao cây vào nhiều quá. Đây này, trong này còn con to ở trong này. Ôi. Rồi. Lấy như thế tí sao chết ra anh khôi à.
không bắt con to con một tí á. Cắt ngang sang đây nó ở trên này, còn chọc cái còn một con to kìa. Có một con nữa kìa. Vớt hết cái cây này ra đi. Con đấy mà là con to. Sắp bằng cái đầu rồi. Nè nè. Ui dồi ôi. Chảy máu muối rồi đấy. Nè nè nè. Ôi dồi ôi. Cá đánh người đấy. Quay em tên nào. Cá bay đúng cá bay. Ôi câu à, lại bị từ từ đi lấy đâu, lấy. Mà đứt cả lưới à. Nè. Cá này làm hề đấy nhỉ. Cá này biết đánh đấy. Cá biết đánh. Đâu? Không có đâu. Sáng cái bầu đó. Nhộn này. Nó bị cành cây nó đây vẫn còn cá ở trong ấy. Cái bông này nó đông tải quá mẹ em ơi. Đâu có mấy bông chúng cũng cho cái bưởi cái đứa con này con bé rồi hai con. Ui một con to phết đấy. Ui. Kìa, con kia bắt đầu nhảy. Ui, con này tăng 4 cân đấy. Con này to hơn. Lôi về gần đây mới được. Đâu một con này máu rồi. Ui, đây. Ăn, đi nhỉ nha. Con này con bé thả nhé. Nhá. Ừ, con chim chắc tầm khoảng. Ôi. Quay gần vào lùi ra đây tí. Có đường bên chỗ này này. Bên kia đứng bên kia nhìn cũng đỏ. Từ đó để về đến bờ đó. Hai nhá, gần gần bờ chứ. Ôi kìa. To kìa. Ui giật, có to, nó trong kìa. Kìa, con cá kìa. Kìa. Kìa một con đen thỉ ở nước trong trong nhỉ. Giống ở dưới này luôn, giống ở dưới này. Ở dưới này. Giống ở dưới này.
Ui, con này to đấy. Cua đi. Ôi, ra rồi. Không, tuyết không phải cua. Còn một con nục nục ở đây đấy. Nhiều con, nó không phải một con đâu. Nó đang ở trong cái lồng. Ui rồi. Cái bổ nó đây. Cái bổ nó chết cái này này. Cái này ôi hắn ăn một đủ. Có phải con to. Bắt cá cho tươi với rán ăn đi. Ôi còn con bé thôi. Bắt một con cá cho tươi với rán. Mỗi một con. Con to nó đi rồi. Con to nó bay nữa. Con qua trên lưới. Không có lắm ăn. Cái này gần một yến rồi. Cái này con bé rồi. Còn mấy con này mấy con bé rồi. Đi, tha chết. Ủa con này con tre à? Ui. Con tôi. Tôi không lớn đâu. Con này con tôi có trứng phải không? Rồi cây ăn. Đây cứ mặt đi. Ủa xuống dưới kia đi. Con tôi đi. Xách cái hiên xách sang bên này. Ôi, nó bay hết xuống kia rồi. Bay mầm. Tí nó bố vào trong góc kia đi. Tí nó phốm phát lên mặt. Không. Đầu kia, ở giữa. Nó kéo anh kéo về đây. Trông nó nha, tí con tí cánh bờ nó xuống đấy. Đây đây. Trông bao. Nè cái bồ đây. À. Thôi đi thôi đi. Đây đây rồi. Ôi. Này con thần bay vào cánh máu cam đấy. Ôi. Ôi. Ô cái bồ này về gần đây quá rồi. Kéo bên kia đi. Ôi ôi. Đây là ở trong bồ rồi. Ôi trời trời trời. Đâu bồ đâu. Bồ đây. Ôi. Nhấc lên đi. Ui con to đấy. Cho nó vào bồ đi. Tiếp bao. Trời ơi cái bồ. Ngọc lắm bồ đi. Đây bồ đây. Mắt con. Ô đi đâu rồi? Thư vào bồ rồi à? Này nó dễ đánh đạch. Ui, Hiên, ra đây quay à. Con này còn dâu rồi luôn. Mang lên bờ, tránh nữa. Cho lên bờ đi. Ui, chỗ này trơn đấy nhỉ. Ui, nặng.
Ôi cái túi này có liệu có chắc không á? Cái bao này ấy. Ôi. Con này nhỏ à. Còn hai con kia nhỏ. Tốt thế. Con to. Hai con này nó chảy giống hai con trước kia rồi. Mấy hai con này chết rồi. Thả đi nhỉ. Thả thả mấy con bé đi. Thế con to là được rồi. To quá. Nhưng không tôi tụi mình thì không có thả này. Ơi lại thả vào lưới tí lại. Úi giời ơi. Quay xem con kia to. Con này có khi được 5 cân đấy. Rồi chị hiện chẳng dẫn vào đuôi rồi nó nhảy cái gì. Hơn 4 cân. Bao này rách rồi. Bao này rách nhưng mà một bên vẫn được mà. Được không? Cho hả nó đi được hả? Cho vào đây hết tí nữa làm sao. Lấy thế được rồi. Lấy nhiều quá. Ông này đi đâu? Đấy. Bắt xong lại chăm lại cho nó ăn. Thái chuối. Ông thái chuối cho ăn.